Em Silicha xin chào các bạn. Cô bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên cùng bà trong hoàn cảnh nghèo khó. Mẹ bỏ cô để đi làm phu nhân tổng giám đốc. Lớn lên, cô lại học chung với con riêng của bà. Cô gặp mẹ, nhớ mẹ, nhưng mẹ lại chẳng hề nhớ cô. Vào một ngày xích mích với bạn học, cô vô tình va vào xe của anh. Cô không nhớ anh, nhưng anh thì nhận ra cô là người mà anh vẫn tìm kiếm bấy lâu nay cô theo đuổi anh, chiếm được tình cảm của anh. Một hoàn cảnh khó khăn như cô lại vô tình gặp được người chồng vô cùng cưng chiều. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 1 của truyện và cũng đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để lắng nghe chuyện mới nhất được phát sóng trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trời bắt đầu lạnh vào giữa đông, cái lạnh trong những làn gió nhẹ nhưng lại khiến cho người ta lạnh buốt. Vừa ra khỏi trường đại học, Hải Miên hai tay co do trong túi áo, nhanh chóng đến trạm xe buýt bắt xe về nhà. Nhưng giữa đường thì bị một đám người vụt tới chưa kịp nhìn rõ là ai. Thì mặt đã bị ai đó tắt một cái bốp, đi cùng tiếng cười và lời châm chọc. Mày tưởng mày là ai mà dám giành thiên vũ với tao? Mày đã bị anh ấy bỏ mà còn không biết nhục. Cứ bám lấy anh ấy là sao? Khi định hình lại, đầu óc nhìn rõ người vừa đánh mình, thì ra là tố tố. Bạn học cùng khoa với cô và là bạn gái thiên vũ cũng là bạn trai trước của cô. À mà không gọi là bạn trai vì cô đâu có tình cảm gì với hắn ta. Hắn theo đuổi cô và tuyên bố với mọi người trong trường cô là bạn gái của hắn. Sau 6 tháng theo đuổi không thành công, hắn dám tuyên bố là hắn chán nên đá cô. Hắn được gọi là thiên vương trong trường, lời nói rất có trọng lượng. Còn cô nhìn lại mình, kiếm tiền đóng học phí thôi, đã chiếm hết thời gian nên cô không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì về mình và cũng không cần thanh minh cho mình vì có ai tin lời nói của người nghèo. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới qua giọng đọc của MC Lisa. Định hình lại gò má đau buốt, cô lạnh lùng nhìn những người đứng trước mặt. Tôi và hắn một chút quan hệ cũng không có, cậu tin hay không thì tùy. Còn nữa là người có học thì cư xử làm sao để người khác nói cậu là người vô học đấy. Nói rồi, cô lướt qua họ định đến trạm xe buýt, bỗng tóc bị nắm gì ngược trở lại. Mày nói ai vô học hả? Tao đánh cho mày biết. Hải Miên đau đớn nắm chặt tay Tố Tố. Buông ra, đau quá, cậu điên rồi, buông ra. Tố Tố chẳng những không buông, còn nhìn hai cô gái đi cùng hét lên. Hai cậu đứng đó làm gì? Nắm chặt tay nó. Hải Miên nghe thế, hốt hoảng. Cô lấy hết sức vùng loạn xạ Tố Tố và hai cô gái bị đánh vào mặt, đau hết sức đẩy Hải Miên. Hải Miên không giữ thăng bằng, té nhào ra đường. Tiếng xe thắng gấp, ngừng lại, cách Hải Miên bốn bước chân. Tiếng xe thắng gấp là vì đường ngay khu phố đông tài xế, chạy không nhanh, nhưng tình huống này phải xuống xe xem tình hình thế nào. Tài xế quay sang ghế sau. Thiếu ra, người không sao chứ? Không sao, xuống xem chuyện gì. Vâng, thưa thiếu ra. Tài xế xuống, nhìn thấy cô gái tên hình mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt khuôn mặt cực kỳ ngây thơ, đôi mắt to tròn, hình như cô đang rất đau. Chân mày nhú chặt nước mắt long lanh như sắp trào ra nhìn rất tội nghiệp. Ông bước lại gần, định hỏi thăm xem cô bé có chuyện gì không thì đằng sau giọng nói lạnh lùng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Thiếu ra, cô bé này nhào ra xe chúng ta, hình như là bị thương rồi. Minh Hạo đứng từ trên nhìn xuống, người con gái đang bỏ dậy từ dưới đất, không khỏi thất thần. Là cô tìm kiếm lâu vậy không gặp, Hôm nay lại tình cờ gặp nhau với tình huống như vậy. 7 năm lúc anh gặp cô, anh lúc đó 18 tuổi, bây giờ anh đã 25 tuổi. Cô không thay đổi, vẫn giản dị mộc mạc, yếu đuối, mỏng manh như xưa. Nếu thay đổi, có chăng là xinh đẹp và trưởng thành hơn thôi. Nhất định lần này anh không để cô biến mất nữa. Thu lại tầm nhìn, anh nhìn sang, thấy có ba người con gái đang nhìn anh đắm đuối. Không để ý nhiều, vì anh cũng đã quen với điều đó bước nhanh lại gần cô. Lúc này, Hải Miên đã đứng dậy, chân hình như bị thương. Cô đi cả nhắc, anh nhìn kỹ thấy ngay đầu gối quần đã bị rách máu thấm ra. Chân mày anh nhíu lại, Hải Miên thấy anh cứ nhìn mình, bắt đầu lo sợ, lên lén quan sát người con trai đang nhìn mình. Rất đẹp trai nha, còn rất trẻ, lớn hơn cô chừng mấy tuổi. Nhìn cách ăn mặc, bảo đảm rất giàu. Lại nghe bác trai đứng kế bên kêu là thiếu gia, mà sau nhìn anh cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng cô lại nghĩ người như mình sao lại quen biết người như anh mà sao anh cứ nhìn mình đang suy nghĩ cô nghe anh hỏi em có sao không tôi đưa em đến bệnh viện giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm thể hiện sự quan tâm rõ ràng bác tài xế cũng vô cùng ngạc nhiên thiếu gia nhà bác biết quan tâm người khác từ bao giờ sống ở tống gia từ lúc thiếu gia được ông chủ đưa về tính tình đã rất khó gần, trầm ngâm ít nói. Đến khi chuyện đó xảy ra, thiếu gia trở nên xa lạ hơn, lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Quay cuồng với công việc. Đúng rồi, tản nhẫn. Bao nhiêu năm nay, nỗi hận đó đã làm thiếu gia trở nên tản nhẫn. Trên thương trường thì khỏi nói, thấy vị trí lớn mạnh của công ty ngày hôm nay thì không ai không biết đến vị tổng giám đốc tản nhẫn Tống Minh Hạo. Nhưng hôm nay, thiếu gia lại quan tâm đặc biệt trong mắt, lại có tình cảm sâu nặng Ông bảo đảm mình nhìn không sai Không cần tôi Tôi không sao Chỉ chảy sức nhẹ thôi Sao tim đập mạnh thế Hải Miên lấy tay để lên ngực cho bớt sự lúng túng Nhưng chưa kịp nghĩ gì Thì người chợt ấm áp bởi vòng ôm của ai đó Và bị bế thốc lên Không được chân em chảy máu Phải đến bệnh viện xem sao Tôi tôi không sao thật mà Anh anh thả tôi xuống đi Tôi đi được Mặt đỏ ửng, Hải Miên lấp bóc kháng nghị Dùng rằng muốn xuống nhưng anh ta rất khỏe chẳng ăn thua gì mà anh ta còn ôm chặt hơn trời ạ à, lần đầu mới gặp sao anh ta có thể tự nhiên như thế có được xem là lợi dụng tình huống không không thể nào người như anh ta phụ nữ muốn còn không được sao đến lượt mình suy nghĩ lan man đến khi tỉnh táo lại cô đã được đặt lên xe khi xe chạy cô còn có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của ba người kia ôi có ai nói với cô chuyện gì đã xảy ra không Mình hạo quan sát cô gái nhỏ từ lúc lên xe đúng một tư thế đầu cuối thấp khăn quảng cổ che qua cằm tóc đen xõa che hết khuôn mặt mùi hương nhàn nhạt, nhạt từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy dễ chịu tới nơi không nói một lời bế hẳn cô xuống xe lúc đầu cô chống đối nhưng chẳng làm được gì chân lại đau nên đành ngoan ngoãn cho anh ôm kiểm tra một lượt cô không bị gì anh thấy nhẹ nhõm hẳn lấy thuốc bế cô lên xe đưa cô về từ đầu đến cuối cũng không nhiều lời đến nơi anh bế cô xuống xe vào nhà ngôi nhà rất nhỏ nhưng sạch sẽ nằm ở cuối khu phố em ở đây với ai tôi ở một mình nhìn vào đôi mắt cô tuy trả lời một cách bình thường nhưng anh thấy được sự cô đơn và đau lòng trong đó anh phải điều tra mới được điều gì khiến cô gái nhỏ của anh phải tổn thương như vậy tại sao em lại bị thương liên quan gì đến ba cô gái kia sao cô mở to mắt nhìn anh anh là đang quan tâm cô à anh ta với cô mới gặp lần đầu cần gì phải tỏ ra quan tâm như thế không có chuyện gì tôi tự ngã à mà bây giờ tôi rất mệt tôi muốn ngủ anh có thể về cho tôi ngủ được không đuổi khách đã không nhận ra anh còn dám giữ khoảng cách với anh được để coi anh sẽ xử lý cô như thế nào nhưng có lẽ hôm nay cô mệt thật thời gian còn dài sớm muộn gì cô cũng không thoát khỏi anh được được cháo và thuốc anh để đây em ăn và uống vào nhé mai anh lại ghé anh anh tới làm gì tôi tôi không sao đâu không cần phải làm phiền anh hôm nay cảm ơn anh rất nhiều tôi em nghỉ ngơi đi mai gặp nói rồi anh đi thẳng ra cửa để lại hải miên tức nhện người gì mà bá đạo vừa phải thôi không cho mấy người khác cơ hội cự tuyệt là sao mà sao càng nghĩ cô càng khó hiểu sau họ vừa gặp nhau mới mấy tiếng mà từ cách cư xử Sương hô của anh tạo cho cô như họ đã gặp nhau từ bao giờ. Không muốn suy nghĩ nhiều, cô ăn cháo, uống thuốc, sau đó lên giường đi ngủ trước mọi chuyện tính sau. Nhưng cô nào đâu biết mình sắp trở thành con mồi của người khác. Tại văn phòng giám đốc của công ty Tây Á, Minh Hạo ngồi trên ghế im lặng xem hồ sơ mà đã bảo trợ lý điều tra. Lăng Hải Miên, 21 tuổi, theo học khoa thiết kế thời trang của trường đại học C nhìn tấm ảnh cô gái trong hình ảnh, anh nhếch miệng. Trong ảnh là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng hồng. Đặc biệt, cô có đôi mắt rất thu hút người khác, to tròn ngây thơ, lông mi rất dài, làm anh nhớ lại 7 năm trước khi gặp cô. Khi đó, nghe tin mẹ hấp hối, anh vội vã chạy tới sân bay định về Mỹ, nhưng ba anh đã ngăn cản. Từ 9 tuổi, ông đã bắt anh rời xa mẹ. Mối hận của đời trước giữa ông và mẹ rất sâu sắc. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh quỳ xuống van xin ông nhưng ông lạnh lùng quay đi cho hai vệ sĩ giam anh lại chờ đợi anh không được mẹ đã mất trong sự đau khổ vì cuối đời cũng không gặp được con anh phát điên đánh nhau với hai tay vệ sĩ lấy xe chạy đi anh chạy trong cơn hoảng loạn và đằng sau là sự truy đuổi người của ba anh không tập trung xe anh va vào thành cầu đầu chảy máu nhưng anh không còn biết đau là gì nữa anh lảo đảo xuống xe, chạy vội vào con hẻm để tránh né đám người đang chạy tới. Đi được một lúc gần ra con đường lớn, anh va phải một cô bé. Nhìn cô đang rất hốt hoảng, trên người còn đang mặc đồ học sinh. Đằng sau cô có bốn thanh niên đang chạy tới. Mày chạy không thoát đâu. Xám đánh tao, mày chán sống rồi. Nói rồi, bốn thanh niên định bước đến bắt cô bé. Ai ngờ cô hoảng hốt lao tới, nắm lấy tay anh. Cứu tôi, cứu tôi với có được không? xin anh đấy cứu tôi lời nói nghẹn ngào hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng cô nhìn anh đôi mắt mở to đôi tay run run khi nắm lấy tay anh anh biết mình cũng đang bị truy đuổi không muốn vướng vào rắc rối nhưng anh không đành lòng nắm tay cô lôi ra đằng sau lưng ngước lên nhìn bốn tên đang đi tới tao cho mày cơ hội biến đi đừng xía vào chuyện này nếu không mày sẽ lãnh hậu quả thấy anh không nhúc nhích bốn tên sắp lại đánh anh anh đánh điên cuồng như những nỗi đau đang phải chịu anh muốn chút hết vào bọn chúng anh bị đánh vào mặt vào đầu mặt mày bê bết máu nhưng thần kinh như tê liệt không còn biết đau bốn tên nằm bò trên đất anh vẫn đánh đừng đánh nữa chết người đấy chạy thôi cô nắm tay anh lôi đi đặc biệt trong cơn hoảng loạn được cô nắm tay anh lại thấy bình tĩnh lại ấm áp đúng vậy đó là sự ấm áp bình yên anh đang cần chạy được một đoạn, xác định không nguy hiểm nữa, hai đứa ngừng lại thở hồn hển. Anh không sao chứ? Cảm ơn anh đã giúp em nha. Mặt anh bầm tím và chảy nhiều máu quá, em đưa anh đến bệnh viện nhé. Nói rồi, cô đưa tay vô túi tìm gì đó, sau đó móc ra một đống tiền lẻ. Hên quá, hôm nay em bán được nhiều kẹo, đủ tiền đưa anh đi bệnh viện. Bán kẹo? Quan sát cô một hồi, anh cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Em bán kẹo buổi tối kiếm tiền thêm Nào ngờ gặp phải bốn tên biến thái đó Cô chu môi oán trách Rồi lại nhuẩn miệng cười thật tươi Nụ cười thật đẹp Làm tim anh như có cái gì đó đập mạnh vào May mà gặp anh Thật sự cảm ơn anh rất nhiều Nếu tối nay không gặp được anh Chắc là em... Ừ, mai mốt đừng bán khuya như vậy nữa Nói rồi Anh ngồi xuống từ chiều giờ Vừa chạy vừa đánh mệt chết đi được Cô thấy anh im lặng, vội nắm tay anh em đưa anh đi bệnh viện. Không sao, tôi không đi. Thấy cô im lặng bỏ đi, anh tưởng cô về nhà. Một lúc sau cô quay lại, trên tay cầm bông băng, thuốc sát trùng. Không đi bệnh viện, vậy anh để em giúp anh xử lý vết thương nhé. Im lặng là đồng ý, cô ngồi xuống kế anh rất gần, có thể ngửi được mùi hương thiếu nữ trên người cô. Cô tỉ mỉ giúp anh bôi vết thương, rất dịu dàng, làm anh nhớ đến mẹ lúc anh ngã. Mẹ cũng như thế. Xong rồi, anh còn đau không? thấy anh im lặng, cô lại nói tiếp. Em tên là Hải Miên, rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu em. Em nợ anh, anh cần em làm gì để trả ơn anh không? Việc gì em cũng có thể làm được, trừ phạm pháp. Làm gì cũng được sao? Làm vợ được không? Nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ ngây thơ của cô, anh sợ sẽ hù dọa cô. Thời gian còn dài, anh sẽ thực hiện. Nói với nhau thật nhiều, đa số là cô nói, rồi anh đưa cô về. Cô hứa sẽ thực hiện đúng lời hứa trả ơn cho anh. Ra khỏi đầu hẻm nhà cô thì anh bị vệ sĩ của ba bắt lấy, anh không chống trả vì cũng không còn sức. Hai tuần sau anh quay lại tìm cô thì người ở đó nói gia đình cô chuyển đi rồi. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, Hải Miên, bằng mọi cách anh sẽ tìm được em, vì em là mặt trời ấm áp của anh. Tổng giám đốc cô lăng năm 2 tuổi, ba bị tai nạn qua đời, khoảng 3 tháng sau mẹ cô ấy tái giá. Bà ấy bây giờ là vợ của Tổng Giám đốc Hà Trấn Phương và có với ông ấy một cô con gái. Cô Lăng được giao cho bà nội nuôi. Năm 19 tuổi, bà cô ấy qua đời. Cô ấy sống một mình cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà nhỏ cô ấy đang ở là do bà nội cô Lăng bán lại ngôi nhà lớn phía Tây về khu xóm nhỏ mua lại ngôi nhà nhỏ này. Nghe đâu trước kia ba cô ấy mất, đã thiếu nợ rất nhiều. Nên bà nội cô Lăng phải bán nhà tổ để trả nợ, để kiếm tiền đóng học phí. Cô ấy làm rất nhiều việc. Tiếp thị, nhân viên dọn phòng bán đồ ăn nhanh bà ta không liên lạc với cô ấy à hình như là không có à còn sự việc vừa rồi theo tôi điều tra được cô lăng trong trường rất được người khác theo đuổi trong đó có một người là trịnh thiên vũ và bạn gái của hắn là vũ tố tố chính cô gái đã xô ngã cô lăng vào xe ngài còn một chuyện nữa cô con gái riêng của bà hà cũng học trường của tố tố rất nhiều người theo đuổi sao anh không nhanh tay là không được còn những người kia gây khó dễ cho cô sao? Hằng ngày, phải chứng kiến mẹ ruột mình đưa đón ân cần với một đứa con khác. Trong khi đó, cô phải sống trong cô đơn không ai quan tâm chăm sóc, sống trong sự bươn trải chật vật, thiếu thốn. Cô phải tủi thân và mạnh mẽ biết bao nhiêu khi vượt qua. Nỗi đau của cô so với anh còn dày vò hơn biết bao nhiêu. Dù mẹ anh đã mất, nhưng tình thương bái dành cho anh là vĩnh viễn. Còn mẹ cô còn có, nhưng lại không coi sự tồn tại của cô ra gì. Nghĩ đến đây, tìm anh thắt lại. Hải Miên, từ bây giờ em còn có anh, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Thu lại dòng suy nghĩ. Được rồi, trợ lý Lưu, cậu giúp tôi xử lý một việc. Đang ngủ ngon giấc thì chuông báo thức vang lên. Cô giật mình nhìn đồng hồ vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, chuẩn bị đi học thì tiếng đập cửa vang lên. Hải Miên nhanh chóng mở cửa. Sao, sao anh lại đến đây Tôi, tôi chuẩn bị đi học Sao mình lại không có tiền đồ gì hết Mỗi lần đối diện với anh ta Thì tim đập nhanh, nói chuyện thì lắp đắp Mình hạo quan sát Cô gái nhỏ đến bây giờ cô cũng, cũng không nhớ ra anh Lại còn muốn để anh ra xa Một nỗi tức giận phát ra Anh cố gắng áp chế Để không đánh vào môi của cô Không nói một lời, anh vào cửa đi ngang qua cô Để đồ ăn sáng lên bàn Hải miên trốn mắt nhìn người con trai càng gỡ này tự tiện không coi cô ra gì. Cô tức giận thật rồi nha, hùng hổ đi tới định hết vào mặt anh. Em ngồi xuống ăn sáng đi, còn uống thuốc. Lời định nói nghẹn ở cổ học, nhìn người con trai trước mắt. Đã lâu lắm từ ngày bà mất, đâu có ai quan tâm cô như thế. Mắt cay cay, cố gượng mạnh mẽ. Tôi không ăn, bây giờ tôi phải đến trường. Em không ăn thì không cần đi đâu hết. Anh, sao anh lại như thế? Tôi không ăn, đó là chuyện của tôi chứ nếu đủ thời gian thì em ngồi đó nói tôi sẵn lòng để nghe vấn đề là em có trễ không thôi biết không tranh cãi lại hay tiếp xúc hai ngày nay cô cũng hiểu một phần khí thế của anh bá đạo phúc khắc như thế nào và sẽ trễ học nếu như cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn là bánh bao xá xíu và sữa đậu nành rất ngon nha lâu rồi cô đâu có được ăn sáng như vậy mà hải miên cực kỳ sợ lãng phí ăn sạch không thấy miếng gì ngẩng đầu lên bắt gặp anh đang nhìn cô đắm đuối hải miên đỏ mặt lúng túng trời ạ à, lúc nãy mình ăn như hổ đói có mất lịch sự lắm không tôi no rồi tôi, tôi đến trường cảm ơn bữa sáng của anh nói rồi cô đứng dậy định lấy túi sách em không cần đến trường tôi đã đến trường xin cho em nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh rồi bao cơn tức được áp chế xuống khi nãy vì câu nói của anh mà bùng phát tự tiện vào nhà cô ép cô ăn sáng sở lại tự ý xin cho cô nghỉ học tại sao cô phải yếu thế cho anh ta muốn làm gì thì làm chứ không kiêng nể có lịch sự gì nữa hay không hải miên hết lớn tại sao anh lại tự ý như thế chứ tôi và anh thân lắm sao tôi với anh không có chút quan hệ gì với nhau chuyện của tôi ai cần anh xem vô tôi và anh không có một chút quan hệ câu nói của cô khiến anh giận xanh mặt anh vì cô tìm kiếm bao năm vậy mà cô dám bác bỏ tất cả Cơn giận khiến anh không thể kiềm chế được mà anh cũng không muốn kiềm chế. Không nói một lời, anh nắm tay kéo cô thật mạnh về phía mình. Ôm cô để lên, không phỏng ngừa tình huống này xảy ra. Hải Miên chỉ kịp hết lên một tiếng thì đã thấy mình bị đặt lên đùi anh. Vào khuôn mặt phóng đại trước mặt áp xuống cô đang bỡ ngỡ chuyện gì xảy ra. Thì môi anh đã đặt lên môi cô, hôn một cách mãnh liệt như muốn nuốt cô vào trong bụng. Anh ngấu nghiến đôi môi cô, cô giơ tay lên đấm vào lưng anh bốp bốp nhưng không ăn thua gì tay chân đá đấm loạn xạ nhưng chỉ khiến anh ngày càng hôn mạnh bạo hơn vòng tay thì ôm cô chặt hơn anh dùng răn cắn môi cô vì đau cô la lên anh lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi cô mút trời ạ à, đây là lần đầu tiên hôn hải miên không còn tâm trí đâu chống cự chỉ vài giây cô đã mỉm nhũn ngã hẳn vào người anh mình hạo thấy cô ngoan ngoãn như thế anh rất hài lòng hôn càng sâu hơn anh không cho cô có thời gian để suy nghĩ anh siết chặt cơ thể mềm mại vào cơ thể mình, không một cái hở. Hải miên vì nụ hôn anh mà thần trí bay đâu mất, hít thở không thông cảm giác này quá lạ lùng với cô. Cô bật ra, nhưng đủ làm minh hạo sôi máu. Lúc mạnh lúc nhẹ, hai người hít thở khó khăn mới từ từ buông môi cô ra. Anh lại hôn cô một cái thật mạnh nữa, rồi nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Bây giờ có quan hệ chưa? Hải miên vẫn còn đang mê man trong nụ hôn, Nghe anh nói thế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn anh. Đầu óc chưa thông, nên không biết anh nói gì. Mình hạo nhìn khuôn mặt ngơ ngác mịn màng như vắt ra nước, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, anh cắn nhẹ đầu mũi cô một cái. Đau. Cô tỉnh táo hẳn, mặt đỏ bừng, lấy hai tay chống lên ngực anh. Anh, anh sao lại dám, dám hôn tôi? Lắp bắp nửa ngày mới nói hết câu. Trời ạ, à, vậy mà cô còn mê muội nụ hôn đó từ khi nào cô dễ dãi như vậy? Đang suy nghĩ thì anh lại một lần nữa áp môi mình xuống. Không, không được. Mình hạo nào có quan tâm cô chống đối. Rõ ràng cô không bài xích với nụ hôn của anh, dám còn mạnh miệng. Anh hôn rất điêu luyện, tiểu thỏ như hải biên sao chống đỡ nổi. Anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống xương quay xanh và cổ cô, nhìn cực kỳ quyến rũ. Mình hạo buông môi cô ra liếm quanh môi, rồi cầm, sửa run liếm xương quay xanh xinh đẹp và dùng đầu lưỡi liếm hết các vết nước miếng chảy xuống cổ cô. Anh yêu thích không thôi ở cổ cô hết hôn lại liếm. Hải miên như bị sút hết linh hồn. Đến khi trước ngực có cái gì mát lạnh đang chụp lên vỏ lính ngực cô, Hải miên tỉnh táo hẳn, để mạnh minh hạo một cái đứng dậy, chỉ tay về phía anh. Nói nửa ngày, chẳng biết nói gì rõ ràng, cô cũng hùa theo người ta, có ai đánh cho cô bất tỉnh ngay bây giờ không? Xém tí nữa thôi là cô và anh ta. Minh Hạo nhìn người con gái trước mắt, mùa bị hôn sưng đỏ, tóc hơi rối, hai má ửng hồng, nước mắt long lanh như sắp trào, thương không tả xiết. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, ngồi xuống đặt cô lên đùi. Cô dùng rằng khỏi cái ôm của anh, nhưng sao khỏe bằng anh được? Anh quát nhẹ. Ngồi yên. Cuối cùng, nước mắt kiềm chế cũng không khống chế được, trào ra như đê vỡ. Cô ả à khóc nức nở, như khóc cho sự khổ sở bao nhiêu năm nay khóc vì không ai cần cô sở lại bị anh ước hiếp như thế minh hạo nhìn mà đau lòng từ xưa giờ anh có biết dỗ dành ai đâu đành dùng cách riêng của mình khom người xuống hôn cô đến khi thần trí cô mơ màng anh buông môi cô ra nhẹ nhàng nói bên tai cô anh hôn vợ mình thì có gì mà sai anh xác định em phải thì em chính là vợ anh bây giờ chưa phải nhưng ít phút nữa em sẽ là vợ hợp pháp của anh Hải miên cảm thấy mình bị anh quay vòng vòng Đầu óc như tê liệt Không hiểu gì hết Cái gì bây giờ không phải ít phút sau là phải Có ai nói cho cô biết Chuyện gì đang xảy ra không Mình hạo phát hiện cô gái mình trở nên ngu ngơ Anh không muốn vòng vo Đi vào vấn đề nói cho cô rõ sự việc Với lại anh không thể chờ đợi thêm được nữa Công ty anh Đã mua lại cả khu phố này Sẽ tiến hành xây dựng làm khách sạn Chờ nói hết câu Hải miên đã cắt ngang Không được anh không được làm như vậy, đây là nhà bà nội để lại cho tôi, anh không được động đến. Anh lấy hồ sơ trong cặp táp đưa cô xem. Đây là tất cả giấy tờ bán lại nhà và đất của khu phố này, trên 62 ngôi nhà và đường ra vào nhà em là của người ta mà họ cũng đã ký bán cho anh. Tức là nếu em không bán nhà thì em một là ở trong nhà vĩnh viễn không bước ra ngoài, hai là em bán cho công ty anh. Nhà em ở cuối hẻm, đến khi công trình xây lên, nhìn thấy mặt trời đã khó. Hướng gì có đường vào, trừ khi em vào bằng đường hầm. Nói rồi, anh ngồi đó gác chân thong song nhìn cô, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của cô, anh càng đau hơn. Xin lỗi em, Hải Miên, để giữ em bên cạnh, anh không thể không làm như vậy, anh nghĩ thầm. Nước mắt làm nhòe mắt cô, đây là kỷ niệm duy nhất của cô còn sót lại, không thể mất được. Cô không thể bán cho anh, nhưng cô không bán theo lời anh ta nói sẽ xây chặn hết đường vào nhà, vậy cô phải làm thế nào? tại sao anh ta lại làm khó cô anh ta có ý gì hải minh nghẹn ngào nhìn người con trai trước mặt cô lại nhẹ giọng tôi không thể bán lại cho anh được nhưng nếu anh có lòng thương người có thể trở lại cho tôi một đường đi vào nhà không không cần rộng đâu bằng nửa người tôi là được rồi tôi xin anh đấy tôi không thể mất ngôi nhà này không thể hải minh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mết lên nhìn anh vậy tôi sẽ mua lại con đường đi anh có thể bán lại không được, tôi sẽ bán lại cho em với giá gấp 5 lần giá cũ. Ngay bây giờ, em có tiền thì đưa đây. Nếu mua ngay bây giờ tôi sẽ bán, ngày mai thì không cần bàn. Rõ ràng là đang ép cô đến đường cùng. Hải Miên cắn môi, hai tay siết chặt nhìn tên ác ma đối diện cô, muốn cảo nát khuôn mặt đẹp trai đó. Nhưng không được, cô phải làm sao đây, để anh ta có thể không làm khó cô. Suy nghĩ miên man, nghe anh ta nói tiếp. Không phải không có cách, nếu em chấp nhận điều kiện của anh Là ký vào đây Anh sẽ không động gì đến ngôi nhà này Và em vẫn là chủ của nó Muốn ra vào như thế nào thì tùy Nói rồi Anh đưa sắp giấy đến trước mặt cô Cô cần lên xem Mặt từ xanh sang đỏ Mắt mở lớn hết cỡ Giấy kết hôn Cô lẩm bẩm ra miệng Đúng vậy Kết hôn với anh Em sẽ không mất ngôi nhà này Mà anh còn sẽ chuyển nhượng lại khu phố này sang tên cho em Cho em yên tâm Cô không mất gì lại còn được thêm cả chủ của cả khu đất này. Không phải là cô giàu to rồi sao? Cô ngước mắt lên nhìn người vừa nói. Đầu óc người này có bị chạm mạch hay không? Người như anh ta không phải nên lấy các tiểu thư sang giàu, lại muốn cưới cô. Nhưng Minh Hạo không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh đếm từ 1 đến 3, nếu em không có câu trả lời, xem như điều kiện này bị hủy. 1, 2, tại sao lại muốn lấy tôi? Minh Hạo rất muốn trả lời câu hỏi là vì anh yêu em, nhưng nghĩ đến việc cô quên anh anh tức giận không thôi em có đồng ý thì ký vào đây anh không có sự nhẫn nại trả lời câu hỏi của em đâu nói rồi anh để giấy đăng ký kết hôn mà trên đó đã có chữ ký của anh cô nhìn anh chăm chú như muốn đọc được suy nghĩ của anh nhưng anh không thể hiện gì nhiều chỉ là đang chờ đợi cô ký vào thôi nếu không muốn mất nhà thì chỉ còn cách này dù rất lo sợ cho tương lai của mình nhưng cô vẫn cầm bút lên ký vào mình hạo nhấp miệng cười thở phào nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hôn môi cô một cái thật mạnh hải miên nhìn người chồng nào đó cô giờ là vợ của anh sao thái độ của anh cho thấy anh đang vui mừng cô không nhìn lầm đấy chứ mình hạo nhìn thấy cô vợ nhỏ vẫn đang nhìn anh chăm chú anh cắn nhẹ lỗ tai cô giờ em đã là vợ anh rồi chúc mừng em tống phu nhân nói rồi anh áp xuống hôn cô mãnh liệt hiệu suất làm việc của nhân viên anh rất nhanh và hiệu quả Buổi chiều, trên tay cô đã cầm cuốn sổ hồng chứng minh anh và cô là vợ chồng hợp pháp. Anh cũng nhanh chóng đóng gói cô về biệt thự. Dù rất muốn ở lại nơi đây, nhưng giờ cô đã là vợ người ta, không phải chồng ở đâu, vợ ở đó sao? Với lại, chống đối vô hiệu lực, nhìn căn phòng rộng lớn hơn gấp mấy lần ngôi nhà của cô. Mọi thứ xung quanh đều cao cấp, ngay cả phòng tắm cũng sang trọng vào rồi không muốn ra. Cô thở dài, đây như một giấc mộng mà không biết sẽ là ác mộng hay là giấc mơ ngọt ngào cả ngày mệt mỏi, cô ôm đủ đi tắm. Minh Hạo vào phòng không thấy cô đâu, nhìn cửa phòng tắm, anh biết cô trong đó. Ăn cơm xong, anh qua phòng xử lý công việc, cũng muốn cho cô chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Anh mở tủ lấy đồ sang phòng khác tắm. Khi Hải Miên tắm xong thì nhìn cái đập ngủ bằng phi màu đen, cô nghiến răng ken kết, chửi thầm ba đời nhà tên chồng của cô. Khi soạn đủ về biệt thự, chỉ có cô lấy sách, còn lại quần áo bỏ lại hết với lý do anh ta đã chuẩn bị cho cô rồi. Từ xưa giờ, cô hay mặc đồ ngủ kết ti, đâu có như vậy. Cô thở dài rồi đành mặc vào, ra đến nơi, thấy Minh Hạo đã ngồi trên giường đọc sách. Nghe tiếng mở cửa, Minh Hạo quay lại, thấy vợ anh đôi mắt long lanh đứng đó, nhìn anh gượng gạo, khuôn mặt sạch sẽ ửng hồng, làn da trắng mịn, nổi bật hơn khi mặc chiếc đồng ngủ màu đen. Thân hình cả mảnh ba nhìn mong manh, Ngày thơ dụ dỗ người ta phạm tội. Mái tóc còn ướt, những giọt nước chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, bộ ngực phập phồng vì đang hồi hộp. Đúng là đang thử thách anh mà, làm sao mà anh chịu nổi? Anh hướng cô đưa tay ra, Hải Miên chậm chạp đi lại anh. Anh kéo cô ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc ra hong tóc cho cô. Từ đầu đến cuối, anh không nói câu nào. Còn Hải Miên ngồi cứng ngắc, tim đập thình thịch vì cử chỉ dịu dàng của anh và cũng hồi hộp biết chuyện gì sắp xảy ra. Thấy tóc đã khô, anh cất máy sấy vào tủ, ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm khiến anh cảm thấy bình yên. Anh hôn lên tóc cô, lên cổ cô, Hải Miên nhột nên rụt cổ lại. Hải Miên, anh khàn khàn gọi tên cô, vừa gọi anh vừa hôn lên vảnh tai cô, sau đó ngậm hẳn vào, miệng lưỡi anh chui vào tai rồi lại men theo gặm cắn xương quay xanh trượt xuống, anh hôn lên cổ cô lúc mạnh lúc nhẹ. Hải Miên thở hồn hển, cảm thấy thân thể mình mềm, không muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì cảm thấy cơ thể nóng lên có một luồng khí chạy thẳng xuống hạ thân anh nhìn lên thấy khuôn mặt vợ anh đang dần mê loạn anh xoay mặt cô sang hôn lên môi cô mút lấy môi cô quần lấy đầu lưỡi cô không biết bắt đầu từ bao giờ anh đã thỏ vào trong áo cô hải miên chịu không nổi rên thành tiếng minh hạo nghe được anh xoay người lại cô và anh cùng ngã xuống giường anh nhanh chóng lột sạch đồ mình vào cô hai người áp sát vào nhau không kẽ hở hải miên mắc cỡ không thôi cô nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng trước mắt nhưng càng ngắm mọi thứ cảm xúc lại càng rõ ràng minh hạo nhìn thân thể mảnh khảnh như máu sôi trào anh khom người xuống bà xã mở mắt ra nhìn anh đi hải miên nghe lời mở mắt ra thấy anh đang nhìn cô chăm chú trong mắt là ngọn lửa cháy bỏng người cô như bị anh thiêu đốt cô muốn nhiều hơn cầm lòng không đặng cô vươn tay ra ôm cổ anh đáp lại nụ hôn của anh Cô hôn không giỏi, nhiều lúc cắn vào môi anh. Vợ à, ngoan, thả lỏng ra nào. Cô nghe thế thả lỏng thân thể, để anh tự do hoạt động, ra vào trong đó. Môi anh không ngừng nghỉ, hôn lấy môi cô. Ánh nắng mặt trời chói trang, chiếu vào phòng ngủ, hải miên tỉnh giấc lấy tay che mắt, vì chưa quen về ánh sáng. Cô muốn duỗi thẳng chân, thì phía dưới đau đớn, người mỏi nhừ, cô nhíu chân mày lại, nghe tiếng nói trầm ấm vang lên. Đau lắm à? Cô nghiêng mặt qua, bắt gặp khuôn mặt điển trai đang nhìn cô rất dịu dàng. Tim cô đập mạnh một cái, chưa biết trả lời thế nào, thì cô đã thấy anh ngồi dậy, kéo chân ra, khom người xuống. Trời ạ, à, có ai đánh cho cái tên đó ngất xỉu không? Trên người cô và anh không một mảnh vải che thân. Cô cuống quyết kéo chân che lại, mặt đỏ như dỉ máu, nhưng tên chồng nào đó kéo chân vung ra xa. Đừng, đừng mà, em không sao. Cô ngồi dậy kéo tay anh Ngoan Ánh mắt nóng bỏng Như muốn nuốt cả linh hồn Hải Miên vào trong đó Hải Miên cắn đôi môi mọng Đôi mắt long lanh nhìn anh vô tội Anh bật cười nuốt mạnh môi cô Tim Hải Miên như rơi ra khỏi lồng ngực Anh cười tươi rất đẹp nha Mà hình như anh rất thích hôn cô Hải Miên lấy tay để ngay lồng ngực anh Em... em đói bụng Vậy vào rửa mặt Thay đồ rồi xuống ăn Nói rồi không để cô lên tiếng, anh bế cô vào nhà vệ sinh. Cả hai tuần bị anh ép nghỉ ở nhà vì chân còn đau, chân cô đã lên da non từ bao giờ, nhưng anh nhất quyết muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Hôm nay đợi anh về, bằng giá nào cô cũng phải nói tuần sau đi học trở lại. Chỉ bất mãn về chuyện đó thôi, tất cả còn lại, anh rất tốt với cô. Anh là loại người thích hành động chứ không hay nói lời ngọt ngào. Anh cưng chiều cô, cô cảm thấy mình như là công chúa. Anh thích âu yếm, hôn cô, có cơ hội là không bỏ lỡ. Còn chuyện đó nữa. Nhiều đêm anh lăn qua, cô trở lại, không biết mấy lần, đến khi cô khóc lóc cầu xin. Ông xã ơi, ông xã à, anh mới tha cho cô. Anh nghiêm cấm tuyệt đối, không cho cô ăn uống gì gây hại đến cơ thể như đổ lạnh, nóng, cay khi cô đến kỳ kinh nguyệt. Rủ hút thuốc nam ở đâu về cho cô uống, để khi có tháng không bị hành đau bụng. Tối đến, anh ôm cô ngủ, tay để lên bụng cô mát xa nhẹ nhàng cho cô đỡ đau. Nhờ vậy, cô đỡ đau và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Những tật xấu của cô như ăn uống không đúng cữ hay gội đầu mà không sấy tóc hoặc xin đi làm thêm đều bị anh chỉnh không thương tiếc. Anh cho cô rất nhiều thể tín dụng, nhưng cô nào có cơ hội vì quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi sách do một tay anh chọn và mua hết cho cô và để ngăn nắp khi nào cần chỉ lấy sử dụng. Cô thở dài càng ngày cô càng thấy mình lệ thuộc vào anh, dựa dẫm vào anh. cô nghĩ trái tim cô đã bị lấy mất. một người chồng yêu thương cô như thế, cô không động lòng mới lạ. với lại từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm. mới xa anh có một buổi mà cô đã thấy nhớ anh rồi. với sự kiên quyết cô đã được đi học trở lại. mà ông xã nhà cô thì đã đi nhật công tác hai ngày trước. trước khi đi hai người đã chìm biên cả đêm. anh như lấy bù cho những ngày không bên cạnh cô. Nghĩ đến đây mặt cô ửng hồng Hải Miên, Hải Miên Bạn học cô Cúc Hoa gọi cô đi về Sao thế? Cậu suy nghĩ gì à? Mà chuông Giang về cũng không biết Nói mau, 12 tuần không gặp Mình thấy cậu rất lạ nhá Mình lạ như thế nào? Mình vẫn vậy mà Cậu không giống vậy Cậu trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn Thẫn thở như đang yêu ý Quần áo thì mặc toàn hàng hiệu Không lẽ cậu, cậu Cậu đang suy nghĩ gì đấy? không lẽ cậu được bao nuôi xinh đẹp như cậu rất có khả năng nha cậu nghĩ đi đâu thế mình là loại con gái ham mê vật chất bán mình vậy sao không phải mình xin lỗi tại mới hai tuần mà cậu khác quá cậu không thấy trong trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường sao người ta nghĩ gì mình không quan tâm nhưng cậu là bạn thân mình cậu không được nghĩ mình như vậy được rồi mình xin lỗi chúng ta ra về thôi nhưng cậu rất giống người đang yêu đấy nhá vừa nói hai người đã ra đến gần cổng trường đang bị cổ tay bị nắm kéo lại hải miên là thiên vũ cái tên chết tiệt khiến cô bị đánh và xém bị xe tông nhưng giờ vậy cô mới gặp được ông xã nhà cô nghĩ đến ông xã mình khuôn mặt cô dịu lại vung tay ra bước lùi một bước có chuyện gì hắn quan sát cô gái trước mắt mới hai tuần không gặp đã trở nên cực kỳ xinh đẹp một chút gì đó quyến rũ nữa lúc đầu theo đuổi cô cũng vì hắn thấy cô xinh đẹp, nhưng hôm nay cô càng rực rỡ hơn như lột xác thành người khác vậy. Anh có thể đưa em về không? Không cần. Nói rồi, cô lạnh nhạt quay đầu đi, nhưng tay lại bị nắm chặt. Trở lạnh, đón xoay biết rất cực, để anh đưa em về. Trong trường ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta lúc trước, em đừng ngại. Buông tay ra, tôi nói không cần cơ mà. Cô cố, cố rút tay về, nhưng hắn nắm rất chặt, đang giằng co. Hải Miên, Nghe gọi tên mình, cô quay đầu lại, thấy Minh Hạo đang đi về phía mình. Người mà cô nhớ ra giết mấy ngày nay, lấy đâu ra sức mạnh, cô vung tay thiên vũ ra, chạy nhanh tới chỗ anh. Anh về rồi. Dù đang rất tức giận với tình cảnh vừa rồi, nhưng thấy thái độ của cô, lòng anh cũng mềm ra, ôm cô vào lòng hôn lên chán cô. Ừ, um, chúng ta về nhà. Anh ôm cô xoay người không thèm nhìn đến khuôn mặt thiên vũ một cái. Hả như cùng tố tố đi ra, chỉ còn thấy bóng lưng của hai người. Đó không phải là con nhỏ Hải Miên sao? Đúng là nó, còn người đàn ông đi với nó là ai? Tố Tố hỏi lại, nhưng khi nhìn một góc ở sân trường, thấy Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng Hải Miên, hai tay nắm chặt vào nhau. Hình như Thiên Vũ còn rất lưu luyến cô ta. Hả như nhếch miệng cười châm trọng. Từ lúc lên xe đến khi xe chạy về nhà, anh không nói một câu. Hải Miên biết anh đang giận cô, nên cô cũng im lặng. Về đến nhà, anh không nói một tiếng, đi thẳng lên phòng. Cô đi theo, vừa lên thấy anh đang cởi áo, cô đi nhanh lại giành lấy cởi giúp anh. Cởi xong, thấy vòng ngực chắc rắn, được hiện ra trước mắt, cô đỏ mặt ngước lên nhìn, thì thấy anh đang nhìn cô chăm chú. Xong rồi, anh vào tắm đi. Anh lạnh lùng đi lướt qua cô, anh giận thật rồi, không quan tâm đến cô nữa sao? Cô muốn giải thích, đó không phải lỗi của cô. Nhưng buổi chiều, cô tưởng mình đã tỏ rõ thái độ cho anh thấy, anh sẽ hiểu nhưng tại sao bây giờ anh lại giận đã quên sự chăm sóc ân cần của anh sự lạnh nhạt của anh làm cô thấy đau lòng rất khó chịu đến tối chuẩn bị đi ngủ anh vẫn giữ thái độ im lặng hải miên trong phòng tắm đi ra thấy anh quay lưng về phía cô cô tắt đèn nằm xuống cạnh anh nhìn lưng anh cô cảm thấy mình lại bị bỏ rơi cô sợ cảm giác này sợ cảm giác người thân không thấy sự tồn tại của cô giống như mẹ cô vậy tình cờ gặp nhau ở trường, mẹ cũng sẽ giả đò không thấy cô. Từ lâu, sự có mặt của cô đã không còn quan trọng với bất cứ ai. Giờ thì đến lượt anh cũng thế. Anh cũng quay lưng lại với cô. Hay anh cũng không cần cô như mẹ. Càng nghĩ càng uất ức, nước mắt rơi nhòe cả mặt, ướt cả gối. Nhưng cô sợ anh nghe thấy, nên cắn chặt môi mình. Không cho bật khóc thành tiếng. Nằm một lát, anh bước bối trong người, càng nghĩ lại càng tức. Cô không định giải thích với anh gì sao Ba ngày đi công tác Anh nhớ cô xa xiết Nên mới rút ngắn thời gian về với cô Vừa xuống máy bay là chạy tới trường đón cô Rồi thấy một màn như vậy Nghe tin kia nói quan hệ hai người Anh tức chịu không nổi Thì ra là bạn trai cũ của cô Không biết cô có còn lưu luyến không Hành hạ anh như vậy Mà cô cứ thế mà ngủ à Xoay người xem cô vợ vô tâm nào đó ngủ chưa Quay qua thấy vai cô run run Thân thể cuộn tròn lại Cô đang khóc, anh hút hỏa mở đèn lên, lật người cô lại. Mặt cô toàn nước mắt, đôi môi bị cắn đến sưng, thấy cả dấu răng. Nhìn cái gối ướt đẫm, anh biết cô đã khóc rất nhiều. Anh cảm thấy cổ mình như bị ai bốc nghẹt, thở không nổi, đau lòng không tả xiết. Anh đặt cô lên đùi, ôm chặt vào lòng, nâng mặt cô lên. Tại sao lại khóc, sao lại tự cắn môi mình như thế? Không hỏi đến thì thôi, nghe hỏi Hải Miên còn thấy tuổi thân hơn càng khóc lớn, dữ dội, thảm thiết hơn. Nước mắt như sông vỡ đê tuôn ướt cả áo anh. Anh sợ nhất là nhìn thấy cô khóc. Anh cuống cuồng, hôn lên chán, lên mặt rồi dỗ cô. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Khóc nhiều sẽ mệt đấy. Ngoan, đừng khóc nữa mà. Hải Miên, có chuyện gì nói cho anh nghe được không? Anh hôn lên mặt, mũi, môi cô, dỗ rảnh cô, khóc đến nước nở, đến khi mệt, cô vùi mặt vào áo anh, nghe anh nói thế, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh, đôi mắt nước mắt còn động lại xung quanh, cái mũi đỏ ửng, nhìn cực kỳ đáng thương. Anh khom xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Ngoan, nói cho anh biết đi, tại sao lại khóc? Đừng để trong lòng, sẽ rất khó chịu. Thấy cử chỉ dịu dàng của anh, nước mắt cô lại nghẹn ngào lên án. Anh, anh không cần em nữa. Gì chứ, anh không cần cô khi nào, còn muốn thu nhỏ cô bỏ vào túi để lúc nào cô cũng bên cạnh anh đi chứ. Sao lại thế? Ai nói với em, anh thương em nhiều như vậy, sao lại không cần em? Mở to đôi mắt long lanh, ngập tràn nước mắt, nhìn anh xem lời anh nói có thật không. Anh thương cô sao? Rõ ràng từ chiều giờ anh không ngó ngàng gì đến cô. Anh bỏ mặc em, anh không quan tâm em anh im lặng với em anh cũng giống mẹ câu cuối cùng nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào chỉ còn lại tiếng khóc ứ ức nhưng minh hạo nghe rất rõ anh giống mẹ cô sao phải rồi mẹ cô không cần cô bỏ mặc sự tồn tại sống chết của cô đó là nỗi đau của cô hằng che giấu đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc mẹ cô trước mặt anh bề ngoài cô là một cô gái mạnh mẽ vui tươi lạc quan nhưng đó chỉ là vỏ bọc thật sự cô rất yếu đuối anh thật đáng chết mà Biết cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thiếu cảm giác an toàn, thậm chí trong lòng cô có một bóng ma rất lớn. Vậy mà anh còn gây tuông bậy bạ, kiếm chuyện giận hờn, làm cho cô đau khổ như vậy. Chưa bao giờ anh muốn đánh cho mình một trận. Nhìn xuống cô vợ nhỏ đang khóc rất thảm thiết, anh nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng, dùng lưỡi lướt qua môi cô, chui vào khoang miệng, mút lấy đầu lưỡi cô cùng dây dưa triển miên. Hải miên còn đâu tâm trạng để khóc, cả tâm trí vì nụ hôn mà bách sạch thấy cô vợ nhỏ ngừng khóc bị hôn đến ý loạn tình mê anh mới từ từ rời khỏi môi cô nhìn vào đôi mắt mở mịt như phủ xương của cô tay miết nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ hải miên anh yêu em hải miên giật mình như tưởng mình nghe lầm mở mắt to hết cỡ nhìn vào khuôn mặt người vừa nói tiếng yêu với cô đúng anh yêu em vợ à anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em và không cần em cả đời này anh chỉ cần có em em hiểu không Em là ánh sáng mặt trời của anh Không có em Anh chỉ sống trong lạnh giá Mình hạo nghĩ với sự ngây thơ Yếu đuối Thiếu cảm giác an toàn như cô Anh nên nói rõ ràng cho cô hiểu Cho cô yên tâm Không còn suy nghĩ lung tung Hải Miên nhìn chằm chằm vào chồng mình Anh nói yêu cô Đúng Anh yêu cô Cô cảm thấy cực khổ Tủi nhục bao nhiêu năm giây phút này Chỉ một câu nói của anh Như được bù đắp tất cả Cô cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa Hãy để cô được yêu đuối một lần. Minh Hạo, anh đây. Em cũng yêu anh. Giờ đến anh đứng hình, anh biết cô đã có tình cảm với anh nhưng anh không nghĩ cô sẽ nói ra cho anh nghe, vì anh biết cô ra mặt rất mỏng, tìm kiếm chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, đủ rồi, anh còn cần gì hơn thế nữa. Cô không nhớ anh thì đã sao? Không phải bây giờ cô đã yêu anh và anh cũng yêu cô sao? Quả nhiên nhìn xuống cô vợ nhỏ mới thổ lộ với mình Mặt ửng đỏ Đôi mắt long lanh Mở to nhìn anh không chớp mắt Đôi môi khẽ hở đỏ tươi Thật là dụ dỗ người khác Anh mỉm cười Chán kể chán Mũi kể mũi Cọ tới cọ lui trên mặt cô Vậy bây giờ em phải thể hiện cho anh thấy Em yêu anh đi Nói rồi không để cô đáp lại Anh đã để cô xuống giường hôn đắm đuối Mãnh liệt Tuy được anh hôn nhiều lần Nhưng hôm nay nụ hôn của anh rất lạ sắp mãnh liệt và sắc tình cô cũng không nghĩ nhiều ông cổ đáp lại anh anh hôn cô lúc mạnh lúc nhẹ không biết từ bao giờ anh đã cởi sạch đồ của cả hai ông xã cô cảm thấy mình rất nóng rất khó chịu hai tay anh chạy khắp thân thể cô như thiêu đốt da thịt đang mê loạn vì lửa tình lại thấy minh hạo buông cô ra ngồi dậy lui về sau hải miên bất mãn nhúm mày minh hạo nhìn dáng vẻ của vợ yêu thương khôn xiết Nhoài người lên. Anh sẽ cho em biết được sự yêu thương là như thế nào. Phòng ngủ có tiếng dốc, Hải Miên ghé vào trong ngực Tống Minh Hạo, hai người được một thân mồ hôi đầm đìa, chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái. Hôm nay bước vào trường có cái gì rất lạ, nhưng cô không biết lạ cái gì. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi xì xào, chỉ trỏ gì đó. Cô không muốn quan tâm cũng không được vì mọi thứ diễn ra trước mắt họ không ngại ngùng thể hiện trước mặt cô. Vừa vào lớp, không khí trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng nhìn cô, có người còn nhìn cô với nụ cười châm chọc. "Hải Miên, cậu đi theo mình." Chưa kịp trả lời, cô đã bị Cúc Hoa lôi vào nhà vệ sinh. "Hải Miên, cậu nói cho mình biết đi, những gì trong trường đồn có đúng không? Còn người đàn ông hôm trước đón cậu là ai?" Hải Miên định trả lời thì cửa nhà vệ sinh đẩy vào là Tố Tố và người đi sau mà Hải Miên luôn cảm thấy ngưỡng mộ vì luôn được mẹ cô yêu thương đó là đại tiểu thư hà gia hà như ui ai đây không phải là hải miên sao tố tố vừa vào buôn lười châm chọc hà như đứng kế bên cười châm chọc sao thế cậu muốn làm tiểu tam giống người ta à hay muốn học hỏi cách được bao nuôi hà như nhìn tố tố rồi quay sang nhìn hải miên bằng ánh mắt châm chọc trời cậu nghĩ sao vậy mình sợ bẩn lắm nghề đó chỉ hợp với cậu ta thôi các cậu có thôi đi không miệng ăn cơm hay ăn gì mà thối thế Cúc Hoa tức giận thay cho bạn. Mày nói gì? Dám nói ai miệng thối? Cúc Hoa định bước tới thì Hải Miên kéo lại. Mặc kệ họ, họ thích nói gì thì nói. Mình không làm gì sai, chỉ cần cậu tin mình là được. Mình tin cậu. Cúc Hoa trả lời rất kiên định. Được rồi, chúng ta vào lớp đi. Tố tố ghét nhất thái độ lãnh đạo, không quan tâm đến mọi chuyện, coi trời bằng vung của Hải Miên. Chắn ngay đường đi, nhìn vào cổ cô đừng tỏ ra là mình thanh cao vậy giấu gì trên cổ cậu thế cũng có ngày bị người ta chơi chán rồi bỏ như miếng vải rách nghe nhắc đến dấu vết trên cổ mà tức thời muốn đỏ lên cái tên minh hạo đáng chết cứ thích để lại vết hôn trên cổ cô mình không có gì phải giải thích với cậu tránh ra nói rồi cô nắm tay cúc hoa bước đi vừa ra đến cửa thì nghe tiếng hà như vang lên thì ra mẹ biết nhìn xa trông rộng biết rằng cô sẽ trở thành người khiến cho xã hội phải ghê tởm, nên mẹ từ đầu đã không muốn nhận cô. Nói rồi, cô khoanh tay trước ngực, xem vẻ mặt xanh mét của Hải Miên. Hải Miên hai tay nắm chặt, lồng ngực âm ỉ nhưng không đau, chỉ thấy hơi chua chát cho cuộc đời mình. Có lẽ bây giờ cô đã có anh, tình cảm của anh, bây giờ cô mới hiểu anh quan trọng với cô như thế nào. Thu lại suy nghĩ, cô quay lại đối diện với Hà Như. Cảm ơn cậu đã nhắc mình nếu không, mình sẽ không quên mất, mình còn có một người để gọi là mẹ. Đúng vậy, bà ấy không nhận mình vì mình không có gì cả. Còn cậu có tất cả. Nhưng phiền cậu về nói với bà ấy dùng mình. Hải Miên ngày xưa đã chết năm 13 tuổi. Hải Miên bây giờ không có mẹ. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Còn người mà cậu vừa gọi là mẹ tôi, bà ấy không xứng đáng. Nói rồi, cô đi thẳng ra cửa. Khi còn nhỏ, thấy được tấm hình của bà. Tối nào cô cũng ôm nó ngủ, tưởng tượng như mẹ đang ôm mình, tuy ít tiếp xúc nhưng khuôn mặt bà đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đúng vậy, năm 13 tuổi, biết được chỗ ở của mẹ, cô hay lén núp sau bụi cây nhìn lén bà, thấy bà ôm ấp nâng niu Hà Như, cô ước mong một lần được mẹ ôm như vậy, lén nhìn quan sát bà trở thành thói quen của cô, dù lúc nào về nhà, cô cũng ôm gối khóc nức nở. Có một lần cầm lòng không đặng, thấy bà xuống xe có một mình, cô lấy hết can đảm chạy tới gọi bà không xin sỏ hay gì khác, chỉ mong nhận được cái ôm hay câu nói. Mẹ rất nhớ con, nhưng đổi lại là câu nói. Sao lại đến đây? Con muốn hại chết mẹ sao? Đi mau đi, nhanh lên. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Cô tiến tới lấy hết can đảm, ôm chầm lấy bà. Lần đó cũng là lần Hà Như trông thấy và khóc nức nở. Bà không ngại đẩy cô ra mất thăng bằng, cô té xuống đất. Nhưng bà đâu thấy, vì bà đã ôm chầm lấy Hà Như vào nhà. Cô đâu còn tâm trạng để biết bà giải thích với chồng và con gái thế nào. Cô không còn biết đau là gì. Lúc đó trời chuyển cơn mưa to. Cứ thế cô đi dưới mưa. Không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt. Tối đó cô sốt rất cao, mê man, nhưng miệng cứ lầm bẩm Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bà nội cầm không được nước mắt, đến cầu xin bà ta đến thăm cô. Nhưng mẹ cô không muốn gặp cô và còn nói sau này đừng làm phiền đến cuộc sống gia đình bà. Khi cô hết bệnh, nội kể cô nghe để cô hiểu và hết hy vọng rằng đừng trông mong gì nữa bởi một xíu xiu lòng chắc ẩn bà cũng không dành cho cô và dù là một chút kể từ đó cô không còn nhắc đến mẹ nữa và không lén nhìn bà nữa đến khi cô và bà nội chuyển đi nơi khác cô phải nghỉ học một năm làm đủ việc để gom góp đủ tiền rồi mới thi vào đại học trái đất tròn thật đến khi vào đại học lại học trung trường với hà như và khi gặp bà Cô cũng xem như người không quen biết Lúc qua bà Cho bà biết không có bà cô vẫn sống tốt Cô không phải là kẻ yếu đuối nhu nhược Khi người ta không cần cô Mà cô phải bám víu van xin tình cảm thương hại của người khác Cô nói rất nhẹ nhàng Những từ ngữ đánh mạnh vào lồng ngược hà như Đúng vậy Cô có tất cả Cô có ba cô Sự giàu sang Nhà cao cửa rộng Nếu đổi lại cô là hải miên Hai bàn tay trắng